Chiếc huy hiệu nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó có thể khiến cho người ta xuyên không? Mãi vẫn chưa phản ứng lại, Casey lại nhặt huy hiệu lên, lại xuyên không đến cánh đồng lúa, trong chớp mắt, quay người nhìn tòa lâu đài khổng lồ. Lúc đang di chuyển trong thế giới tương lai, lại chạm vào tường trong thế giới hiện thực. Phạm nhân đối diện giúp cô nhặt huy hiệu lên, lại bị Casey ngăn lại. Cô sợ người khác phát hiện ra điều bí mật này, thế là đã dùng vỏ kẹo để mau chóng thu lại. Trên đường lên xe về nhà, Casey bảo bố thử xem, nhưng lại không xảy ra điều gì. Xem ra huy hiệu chỉ có hiệu quả với cô. Bố nhìn thấy Casey có biểu cảm kỳ lạ, ông không hề do dự mà thu chiếc huy hiệu lại. Lần này, Casey càng tò mò. Trong lúc đêm khuya thanh vắng, Casey đã lấy chiếc huy hiệu này đi, đến con phố trống trơn, cô lấy huy hiệu ra, mới đầu là xác định phương hướng của tòa lâu đài, sau đó đạp xe đi tới. Chắc là ở chỗ này rồi. Cô lấy huy hiệu ra, lại được dịch chuyển tới thế giới này. Đang tận hưởng tất cả những thứ trước mắt, đột nhiên hai chiếc máy bay liền va vào nhau và rơi xuống. Nhưng vụ nổ như trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Một túi khí nảy xuống dưới đất, sau đó hai chàng trai hạ cánh xuống, nhẹ nhàng vỗ lên phần ngực, túi khí liền thu thành bộ đồ bó mặc bên ngoài trong chớp mắt. Đây là một thế giới song song có công nghệ kỹ thuật phát triển. Tàu điện ngầm bay trên không trung, tên lửa có thể tự động quay trở về, có thể chui qua chui lại giữa bể bơi. Casey tò mò nhìn tất cả, nhưng rất nhanh sau đó, lượng điện của huy hiệu đã không còn đủ. Casey nhanh chóng đi theo nhóm người này, bởi vì bọn họ nói muốn đi tới nơi cách xa 20 năm ánh sáng. Đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, nhưng huy hiệu đã bước vào trạng thái đếm ngược. Lực cản dưới chân càng ngày càng lớn, cô đã dùng hết sức lực để đi lên phi thuyền, nhưng vẫn không kịp. Casey không cam tâm, về tới nhà, cô lập tức lên mạng tìm kiếm. Quả thực đã tra được một tiệm đồ cổ đang thu thập loại huy hiệu này. Casey khởi hành tới cửa tiệm đó. Nhưng sau khi ông chủ nhìn thấy huy hiệu, sắc mặt thay đổi, lập tức ép hỏi cô rằng ai đã đưa cho. Where is it? I don't know. 10,000. Look at the girl. A little girl. Casey nhìn thấy tình hình không ổn, quay người chuẩn bị rời khỏi, hai người lấy súng laser ra. Uy lực của súng có thể bắn thủng nóc nhà trong chớp mắt. Lần này, Casey mọc cánh cũng không thể chạy nổi. Where is the girl? I don't know any girl. Đúng lúc này, một cô bé đã phá cửa sổ vào, vứt ra một quả bom ngưng động thời gian. Cô bé chính là người tiệm này muốn tìm. Tay của Casey đã nhanh chóng bị đông cứng, vội vàng cầu cứu cô bé. Đi tới kéo tay cô, Casey đã thành công được cứu. Đồng thời, hai người chủ tiệm cũng được giã đông, ngắm chuẩn bọn họ và triển khai hỏa lực. Cô bé có thân thủ nhanh gọn lẹ, nhanh chóng bẻ được đầu của anh ta ra. Hóa ra bọn họ là người máy, hệ thống của người máy nam đã sụp đổ, đã mở chương trình tự nổ. Casey vẫn chưa định thần lại, khó khăn lắm mới thoát được ra, liền trông thấy cô bé đấm vỡ cửa kính bằng một cú đấm. Cô vô cùng sợ hãi, không muốn rời khỏi cùng cô bé, đến khi cô bé gọi tên cô. How do you know my name? Just guessing, Nicole. Cô bé này đã bị xe húc bay ra vài mét, Casey lại không hề quan tâm tới sự sống chết của cô bé. Tiếp đó liền lái xe của kẻ gây tai nạn đi. Hoàn cảnh của Casey vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cô bé là người máy, cho nên cho dù cô bị xe tông, cô bé vẫn có thể đuổi theo như bay tới. Vừa lên đã rút chìa khóa ra nhanh như tia chớp, Casey không thể nào trốn được. Cô bé đã thẳng thắn nói ra tất cả. Cô bé đến từ thế giới song song, huy hiệu của Casey chính là cô bé đã đưa cho. Nhưng bây giờ huy hiệu đã hết pin, muốn về lại thế giới song song, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của một tiến sĩ. Thế là Casey liền đến nhà tiến sĩ. Vừa tới cửa đã gặp phải một chú chó đen cắn càn, cô ra sức bỏ chạy, suýt nữa mất mạng. Nhưng Casey phát hiện chú chó đen này lại không có dấu chân. Cô cẩn thận dùng tay để chạm vào, không ngờ đây chỉ là một hình chiếu. Casey quả quyết tới gõ cửa, nhưng tiến sĩ lại cương quyết không muốn giúp, dùng bom khí khiến cho cô ngã sóng xoài, bảo Casey hãy từ bỏ suy nghĩ đi tới thế giới song song càng sớm càng tốt. Điều này khiến cô sốt sắng. Đến tối, Casey liền châm lửa vào xe hàng, tiến sĩ nhanh chóng mở cửa ra ngoài dập lửa. Casey nhân cơ hội lẻn vào trong nhà, khóa trái cửa nhốt ông bên ngoài. Nhìn thấy tiến sĩ đang vô cùng căng thẳng ở cửa, Casey còn muốn báo thù một chút, cho tiến sĩ cảm nhận một chút uy lực của bom khí, còn bật công tắc mưa nhân tạo lên để dập tắt khí thế của tiến sĩ. Nhưng Casey chưa vui mừng được bao lâu, tiến sĩ liền chui ra từ mật đạo. Cùng lúc đó, một nhóm người máy cầm súng cũng xông vào. Tình huống nguy cấp, tiến sĩ chỉ có thể đứng chung.